5 cách để đảm bảo sức khỏe sau ung thư vú. Hiện tại, chưa có một bằng chứng nào chứng tỏ mối liên hệ trực tiếp giữa thói quen sống và nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, tình trạng ung thư vú hiện tại chính là một cách để đánh giá ảnh hưởng của thói quen. Khi bị ung thư vú, bạn cần phải thay đổi các thói quen sống của mình theo chiều hướng tích cực để đảm bảo sức khỏe cũng như điều trị bệnh ung thư. 1. Hãy vận động. Không phải cứ đến phòng gym mới là cách duy nhất để vận động cơ thể. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho hay những bệnh nhân ung thư đều tập luyện các hoạt động thể chất vừa phải 30 phút trong vòng 5 ngày hoặc nhiều hơn một tuần. Bạn muốn tập luyện như thế nào đều phụ thuộc vào bạn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt bạn cần làm cho nhịp tim tăng. Các bài tập giúp bạn cải thiện tâm trạng và giấc ngủ, giảm căng thẳng, kiểm soát cân nặng và bảo vệ cơ thể chống lại những căn bệnh khác như bệnh tim và tiểu đường. 2. Bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh. Bạn vẫn có thể mắc bệnh ung thư vú mặc dù không hút thuốc hoặc uống rượu, ăn những bữa ăn ít chất béo. Tuy nhiên, một số khóa nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa ung thư vú và thói quen sống không lành mạnh. Những thói quen khiến dễ nảy sinh bệnh tim và tiểu đường. Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng thừa cân hoặc béo phì, đặc biệt nếu bạn đàn trong thời kỳ sau mãn kinh, gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. 3. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Hãy thường xuyên đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Nếu như trong vòng 5 năm mà bạn không bị tái phát căn bệnh trên sẽ là một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, bệnh ung thư vú cũng có thể tái phát sau 20 hoặc 25 năm. Vì vậy, bạn không nên xem thường căn bệnh trên mà cần đi khám thường xuyên. 4. Khích lệ tinh thần. Hãy tham gia các hoạt động hoặc chia sẻ với những người mà bạn yêu mến. Điều này có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên có mục đích và ý nghĩa hơn. Hãy thiết lập một danh sách các ưu điểm và hạn chế của bản thân để thay đổi mình theo chiều hướng tích cực hơn. 5. Gọn gàng, sạch sẽ. Môi trường xung quanh cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố dẫn tới bệnh ung thư. Trong đó, các chất gây rối loạn nội tiết có trong các loại thuốc trừ sâu và chất dẻo có thể được cơ thể hấp thụ và phá vỡ hoạt động của hormone. Các chất gây rối loạn nội tiết được chứng minh là nhân tố hàng đầu dẫn tới bệnh ung thư vú, bởi vì căn bệnh này có liên quan chặt chẽ tới nồng độ hormone trong cơ thể. Một số phụ nữ đã xem xét tới việc sử dụng các loại bình nước thủy tinh hoặc thép không gỉ, hộp nhựa đựng thức ăn. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc giữ gìn sức khỏe sau ung thư vú không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát. Vì vậy, hãy ưu tiên cho mình những lựa chọn tốt nhất, rèn luyện một đời sống lành mạnh,